Hello, xin chào các bạn. Đó giờ mọi người thấy Tuyun chơi YouTube để kêu gọi cứu thiên nhiên và động vật. Các bạn có để ý cái dấu tích xác minh của Tuyun ở đây không? Các bạn nhìn thấy ở trên YouTube á, có rất nhiều kênh nổi tiếng, nhưng họ không có được cái dấu tích đó. Đây, cái dấu tích đó chứng minh Tuyun là người nổi tiếng thật sự. Và rất hiếm những kênh mà có cái dấu tích này. Thì làm sao có được cái dấu tích này từ YouTube? Tại sao Tuyun có nhiều tiền giải cứu động vật? Bởi vì Tuyun đã bán hàng trăm kênh YouTube, nút vàng, nút bạc, nút ruby, Tuyun đều có. Nhưng đây là một kênh YouTube tôi từng bán 32 triệu sub mà đã đạt 57 triệu sub, trở thành kênh nổi tiếng đứng nhất nhì thế giới. Và trong các chuỗi kênh YouTube hiện tại của tôi có rất nhiều kênh và tôi bán kênh cũng 5.000 sub cũng có. Kênh của tôi là kênh chất lượng. Chất lượng ở đây là kênh được YouTube xác nhận. Có rất nhiều người đi bóp clip từ những cái YouTube khác, các bạn biết đó, những cái kênh đó về không được xác minh kiếm tiền, chỉ có được lượng sub để tạo ấn tượng cho người xem nhưng không thu được lợi nhuận. Thì Tuyun đang chuẩn bị bán thêm một kênh YouTube nữa cho một hot YouTuber ở bên Mỹ chuyên làm về game online. Rất nhiều người đã có được sự nổi tiếng thành công từ Tuyun, và Tuyun hôm nay giới thiệu đến các bạn là Tuyun bắt đầu tiếp tục cần tiền để giải cứu động vật. Từ trên Facebook của tôi rất nhiều người liên hệ Tuyun nhờ Tuyun giải cứu các loài thú hoang dã. Các bạn có coi Facebook của Tuyun trong phần tin nhắn sẽ thấy trong suốt 2 tháng bỏ cứu động vật hoang dã thì Tuyun đã mất cơ hội cứu mạng sống của 10 bé rái cá. Và tất cả những người mà thấy Tuyun nuôi rái cá làm thú cưng, họ bắt chước nuôi theo nhưng họ đều để làm chết các bạn ạ. Đó là lý do Tuyun phải chơi YouTube, phải quảng cáo cái việc làm YouTube của Tuyun, không có che đậy nữa, để cho các bạn biết Tuyun đang làm. Và có rất nhiều kẻ lừa đảo bán kênh YouTube ở trên mạng là họ không có dấu xác minh kênh thật sự nổi tiếng. Thì làm việc với những người này các bạn có cơ hội mất kênh rất là cao. Hiện tại tôi có rất nhiều kênh sub cao, triệu sub cũng có nữa, và tôi đang muốn bán cho các bạn đây. Coi cái kênh này sơ qua nha, một kênh mà tôi chuẩn bị bán. Thì tôi chuyên cung cấp mua bán các loại kênh YouTube có sẵn sub cao rồi. Bảng giá của Tuyun là tốt nhất luôn. Mua kênh của Tuyun đó là thích hợp cho việc làm thương hiệu và kiếm tiền. Đây, kênh này bây giờ mình vô cái phần kiếm tiền của kênh. Kênh này đang rất là phát triển, không có bị dính fraud gì cả. Các bạn mua kênh YouTube thường họ quỵt tiền của các bạn, lừa đảo các bạn. Kênh này mà bây giờ phát triển lên đạt 4.000 giờ xem làm sao để được? Tuyun vẫn biết cách làm. Bây giờ các bạn gõ trên mạng bán kênh YouTube rất nhiều nơi họ bán nhưng tất cả đều lừa đảo. Các bạn thấy họ có kênh YouTube nào mà đã được xác minh verify giống như Tuyun không? Nên việc hỗ trợ của Tuyun bán kênh YouTube, tôi sẽ giúp cho các bạn thêm sự nổi tiếng ở trên kênh đó nữa. Đây là một cái nơi đang rao bán dạo lừa đảo kênh YouTube. Khi các bạn mua những trả tiền cho họ, họ sẽ quỵt luôn tiền của bạn. Đây là một cái trang và còn rất nhiều trang bán kênh YouTube ở đây. Tất cả đây là lừa lọc mọi người. Nếu mà ủng hộ Tuyun hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh YouTube Tuyun. Việc mua kênh của Tuyun sẽ giúp cho các bạn định hướng phát triển kênh, xây dựng nội dung kênh có ý nghĩa, đúng mục đích. Tuyun từng làm cho Yaewon sụp đổ ở Việt Nam bởi vì Yaewon phá đi lời quy ước với Tuyun là tạo ra những clip bẩn cho trẻ em. Có rất nhiều người mà tôi muốn nói đến, họ đều nhờ đến sự thành công của Tuyun về việc phát triển YouTube đầu tiên ở Việt Nam. Tôi cho họ sự nổi tiếng nhưng họ không bao giờ nhắc đến tên tôi, Tuyun. Bởi vì sao? Họ biết tôi là ông trùm YouTube ở Việt Nam. Hay những chiêu trò của các YouTuber mới mở, họ chỉ có một kênh YouTube thôi các bạn ạ. Và họ chạy YouTube ad để nổi tiếng. Tất cả các chiêu trò khoe tiền của họ ở trên mạng, khoe của này kia, các bạn nhìn thấy đó. Tài năng họ thật sự là không có, chỉ có cái miệng để nói, để bóc phét, để khoe. Mục đích khoe để làm gì? Để các bạn coi, các bạn yêu thích, để các bạn giúp cho họ kiếm lại nhiều tiền hơn nữa. Nên việc họ càng khoe là cách họ đang kiếm tiền. Nên đây là những cái chiêu trò thôi. Và sự nổi tiếng là không thật sự. Mình có thể dùng YouTube Ads là một cái ứng dụng để mình chạy kiếm tiền từ YouTube. Mình quảng cáo cho cái kênh mình nổi tiếng để người ta tưởng thật là mình nổi tiếng, rồi người ta chi trả tiền cho mình bằng việc nhiều cái bình luận trên cái kênh của mình. Đó. Nó có rất nhiều chiêu trò để phát triển cái kênh YouTube này. Và làm sao để cho mình nổi tiếng thật sự thì chỉ có kênh YouTube Tuyun mới cho các bạn được điều đó. Bởi vì tôi đã từng làm website cho các tỷ phú, tôi đã từng làm phần mềm cho họ, tôi đã từng giúp cho họ thành công về quảng cáo. Tôi tất cả những việc này làm để cứu thiên nhiên động vật. Và kênh Tuyun sở hữu rất là nhiều kênh khủng mà tôi đã chạy tương tác để có được cái những cái sub thật, sub sạch, view sạch. Nên cái việc kênh Tuyun á, bởi vì không có thời gian để trả lời các bình luận của fan, nên tắt cái bình luận đi và bảo vệ luôn cả quyền của trẻ em. Nên khi các bạn coi clip của Tuyun, bây giờ các bạn không hứng thú gì mấy, bởi vì bình luận nó bị tắt. Nhưng đừng quên nhấn cho Tuyun một cái like. Đây là hành động các bạn giúp Tuyun kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật thành công. Đây, tí tí níu gì.
Đây, chỉ có một số ít kênh là được xác minh verify thôi. Các bạn hãy nhớ Tuy Un chính là ông trùm YouTube của thế giới.